Trên lĩnh vực giáo dục y tế, thưa quý vị, sáng nay cùng với cả nước, gần 800.000 học sinh của Đồng Nai hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Trong năm học mới này, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo lộ trình. Vâng, và bao giờ cũng như vậy, đây chính là thời điểm mà các thầy cô giáo và các em học sinh thể hiện quyết tâm và kỳ vọng của bản thân hướng tới một năm học thành công và hiệu quả. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Với chủ đề đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, năm học 2023-2024, ngành giáo dục đào tạo Đồng Nai đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, v.v. Năm học 2023-2024 cũng là năm học ngành giáo dục tiếp tục triển khai dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể là ở khối lớp 4 cấp tiểu học, lớp 8 cấp trung học cơ sở và lớp 11 cấp trung học phổ thông. Chính vì vậy, các thầy cô giáo luôn trong tâm thế sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy học, mang lại cho học sinh những giờ học hiệu quả. Năm học mới này, tôi sẽ dự kiến là sẽ dạy học sinh theo những cái đúng những cái thông tư mà bộ đã ban hành, tức là tăng cường cho học sinh là thực hành thực nghiệm, dạy học theo hướng là phát triển kỹ năng, phát triển năng lực thông qua việc giải quyết các cái vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Tức là trong quá trình mình dạy á thì mình sẽ đặt ra những cái vấn đề nó liên quan thực trực tiếp tới cuộc sống, và học sinh sẽ sử dụng các cái kiến thức mà mình học trong nhà trường cũng như ngoài đời để giải quyết chính những cái vấn đề đó. Bản thân giáo viên cũng phải tích cực nỗ lực học tập, trao dồi chuyên môn cũng như là công nghệ thông tin để tiếp cận, mang sao cho tiết học nó hiệu quả và bổ ích, giúp các em tiếp thu bài một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Với các em học sinh, nhất là học sinh cuối cấp, thì đây là năm học quan trọng để các em nỗ lực học tập, đạt được kết quả tốt nhất. Một môi trường học tập thân thiện, tích cực là điều mà các em mong muốn trong năm học mới này. Năm học mới này thì em nghĩ là bản thân mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập và sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức, phẩm chất để có thể trở thành một người con ngoan, trò giỏi, một cháu ngoan bé Hồ. Mong muốn của em là học được với những thầy cô vừa đáng yêu, vừa dễ thương, và các bạn thì chỉ cần hòa đồng và cố gắng cùng nhau thôi. Dù đã có sự chuẩn bị, song trong năm học mới này, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn như thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong năm học này. Hiện nay ở huyện Định Quán đã thiếu 169 giáo viên, trong đó là thiếu nhiều ở bậc giáo viên là tiểu học. Thì trước hết để khắc phục cái này thì phòng giáo dục đã chỉ đạo chắc chắn đầu năm sẽ ổn định lại trường lớp và có khả năng là sẽ dồn lớp để đảm bảo cho các em tổ chức được khai giảng. Và hai nữa, và cái phương án mà phòng giáo dục đề xuất với Ủy ban nhân huyện là đưa giáo viên là coi như là biệt phái từ cái trường thiếu ít sang trường thiếu nhiều để đảm bảo là cái dung hòa. Một năm học mới lại bắt đầu. Với quyết tâm cao, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đồng Nai kỳ vọng vào một năm học trọn vẹn và thành công.